Dạ, kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay em trở lại nhà em Hữu Tài ở Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ để tiếp tục giao lưu phôi mai vàng nha quý vị. Đây. Dạ. Để không mất thời gian nha, mình sẽ vô chủ đề chính luôn, gặp Hữu Tài nha. Rồi chào em. Dạ, chào anh Nhân nha, chào kênh Bonsai Cần Thơ nha. Cảm ơn cô chú anh chị vừa qua đã tin tưởng ủng hộ con cháu những clip vừa qua thành công tốt đẹp và full clip nha. Bữa nay con cháu có về được một số phôi mai vàng xin phục vụ cô chú anh chị phôi tứ quý nha. Rồi. Dạ. Số điện thoại đi. Số điện thoại em là 0782 850 114, em ở thị trắng Phong Điền, huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ. Rồi. Cách ship làm sao em? Dạ, em ship toàn quốc luôn nha. Ship toàn quốc nha quý dạ. vị. Rồi, cây đầu tiên. Cây đầu tiên em cũng mới em về luôn nha. Vui bầu qua luôn nha anh em. Cây này nằm trong cái hộp nha cô chú. Này mới về tới à, vô quay luôn á. Cây này nằm trong cái hộp nha cô chú, cây tứ quý nha. Mã số 1. Cây này về đế con bao cô chú có đế nha, nhưng mà con không có hui đế làm đế không có kịp nha. Dạ con vô thông số cây mai số 1 nha. Nè. Tại vị trí này con lo xa lên về được 32 hoành nha, không cắn nở gì hết nha. Nào qua đây coi. Dạ. Cây này nằm trong cái hộp mà đế rất là đẹp nha cô chú. Rồi. Tập cái hộp ra lấy á. Học gì? Học cái hộp xi măng á. À, học xi măng. Dạ. Đường kính bầu con cháu bướm cây này được 49 nha. Cây này thoát thân được có gãy chỉ cành thứ nhất được 36 nha. Tổng chiều cao của cây này luôn là được 1m30 nha. Cây này chỉ cành tứ diện nha cô chú. Cây tàn lớn cắt giật lại phôi nha. Cây con bán cho cô chú là con bao sống 1 năm luôn, khỏi cần 3 tháng nha. Giá cho cô chú hữu nghị chơi nhanh gọn lẹ luôn. Khoan từ từ nghe, cho anh xem lại cái. Cái ánh sáng nó là sao quý vị? Đợi em chút nha. Chỉnh ánh sáng cho nó ổn cái mới được. Đó. Dạ. Quay đi, quay đi. Mới về chưa có tứ quý. Rồi, tiếp tục nha. Khó khăn ha. Cái đầu tiên yeah. Đập từ trong cái bể xi măng hả? Dạ, yeah, trong cái bể xi măng luôn nha à. Rồi, báo giá luôn. Cây số 1 này con xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá 2.500.000. Con ship tới nhà cho cô chú chơi ra. Một cây tứ quý nha. À, con xin xuống cây ạ. Rồi, mời cây tiếp theo. Ship tới nhà luôn quý vị. Ship toàn quốc nha. Em Hữu Tài là chuyên gia săn cây. Những cây chuẩn bị giới thiệu đây. Dạ, tiếp đến là có một cây số 2 nha, cây phôi tứ quý luôn nha. Tiếp tục coi. Tứ quý tàn cắt lại lùng lực cho cô chú về cô chú ghép vô chơi nha. Mặt hàng tứ quý giờ cô chú biết rồi đó. Mới cắt luôn ha. Dạ. Dạ. Rồi đấy mất thời gian con xin vô trong số cây số 2. Con cũng xin đo xa ra nha. Tại vị trí này em mới được 35 hoành. Đường kính bầu cây này cũng bứng ngang là 49 nha. Cây này thoát thân được gãy chỉ cành thứ nhất được là 17 nha. Tổng chiều cao của em nó luôn là được 70 nha. Cây này nó lên được là 1 chi, 2 chi, 3 chi, 4 chi, 5 chi, 6 chi nha. 6 chi nha cô chú. Cắt lúc nào cũng trừ hao về cô chú cắt lại giùm con cái nha. Rồi, báo giá luôn. Cây số 2 con cũng xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là 2 triệu rưỡi luôn, con ship tới nhà cho cô chú chơi luôn nha. 2 triệu rưỡi luôn dạ, nha. Mỗi cây con lời 1-200 mà con bán rồi. Con xin xuống cây ạ. Đọc số điện thoại giùm anh ạ. Số điện thoại của em là 0782 850 114. Em ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, phố Cần Thơ. Yeah. Tiếp đến là mã số 3, cây cục cây wifi tứ quý luôn. Cây này thân cốt trực quân tử nha, thẳng bằng như vậy luôn nha. Mã số 3,
Cây này cây tàn lớn, em cắt diệt lại phôi nha. Tứ quý. Cây tứ quý. Dạ, bốn mùa hoa nở luôn. Chiều cao là 1m8 nha. Cây này về cô chú đóng ghép vô là mau chơi, bao cô chú sống là 1 năm luôn nha, khỏi cần 3 tháng gì hết trơn nha. Bao 1 năm quý vị. Dạ, bao sống tới nhà nha. Vận chuyển cho cô chú luôn, để cô chú nhìn. Tứ quý về hàng nó nói chung là cây này, cây nguyên thủy chứ nó không có công nghiệp được nha, nên nó hơi hiếm, có cái về săn cũng hết rồi cô chú ơi. Mong cô chú xem kênh ủng hộ giùm con. Dạ. Rồi, đó luôn. Mã số 3. Mã số 3. Em xin đo xa nha. Tại vị trí này em được 34 hoành, không cắn nở gì hết trơn nha. Dạ, 34 hoành. Đường kính bầu con cháu bướng ngang cây này được là 64. Đổng nội đế là 100 gữ. Dưới thêm 1 gan là 160 nha cô chú. 160 đổng nội đế nha. Cây này có thoát thân từ cổ gãy, chi cành thứ nhất của nó là được 40 đúng nha. Chiều cao đó, nãy con có hạo gọi là trên 1m8, cả 1m8 nha. Dư chi cành cho cô chú ghép nha. Chi cành nó đóng rồi nè. Đóng như sóc kìa. Dài nó chảnh nha cô chú. Rồi, báo giá em ơi. Dạ, mã số 3 con xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá 4 triệu nha. Con ship tới nhà cho cô chú chơi nha. Okay, giá 4 triệu, mã dạ, số 3. Giá quá là hữu nghị cho cô chú chơi nha. Rồi, mời cây tiếp theo. Dạ, con xin xuống cây ạ. Tiếp đến là mã số 4 luôn nha. Một cây phôi tứ quý nha, cây này với cây mã số 3 là một cặp nha cô chú. Cây thân chiều cao cái nhiêu em? Chiều cao cây này cũng trên 1m8 nha, cỡ 1m8 nha, hai cây này cỡ nha. Rồi. 3-4 nha, một cặp nha. Một cặp luôn. Nha. Vậy nào mua một cặp luôn. Đấy. Cao gì nào quý vị? Chi cành nó đóng như sắp nha. Cây này chưa bứng người tàn rất là lớn nha, cắt giật lại phôi nha. Đế thì đều bốn mặt nha, không chống mặt nào hết. Mã số 4. Rồi, đo em ơi. Rồi, con xin vô đồng số nha. Cây này tại vị trí này em mới được là 38 hoành nha. Cây này lớn hơn cây nãy nha. Cây nãy 33, 34, cây này 38 hoành nha cô chú. Quên coi. 38 dạ. Cái gì? 38 hoành, không cắn nở hết trơn nha. Con đo lúc nào cũng chịu hao nha cô chú, đừng sợ nha. Thoát thân đường kính bầu ngang con bứng được là 60 nha. Tổng nồi đế cây này là được 160 nha cô chú, có hạo rồi nha. 160 nha. Cây này thoát thân được có gãy, chi cành thứ nhất của nó là được 59, số rất là đẹp nha. Chiều cao là trên 1m8, cả 1m8 nha. Rồi, báo giá em ơi. Dạ, cây mã số 4 này con xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là 4.500.000. Con ship toàn quốc cho cô chú chơi nha. Nhiều khi 4. Cô chú có 4-5 triệu mà vô vườn mua được cây tứ quý mà thân cốt, chi cành tứ diện gì đâu. Con bứng trong vườn xong rồi về con ship tới nhà cho cô chú chơi nha. Bao sống 1 năm luôn nha, khỏi cần 3 tháng nha. Dạ, bao cây liền dẹo, không có thể dít rồi nha. Con xin xuống cây ạ. Rồi, mời cây tiếp theo luôn. Dạ. Tiếp đến là mã số 5 nha. Một cây mai vàng nha. Xin bao với cô chú cây mai vàng này là cây mai bông rất là vip nha, 8-12 cánh nha. Mã số 5. Đế thì thôi cô chú khỏi hình dung ra luôn. Đế cộng đế là cũng đế nấy nè. Cây này thân cốt luôn nha cô chú. Tàn bự cũng cắt giật lại phôi luôn nha.
mong cô chú anh chị gần xa xem kênh ủng hộ cho con cháu, cho hết full clip luôn nha. Cây liền xeo không có thẹo dít gì chân nha cô chú. Rồi, đợi em ơi. Dạ, mã số 5. Dạ. Tại vị trí này em được 34 hoành nha, không cắn nở gì chân nha cô chú. Đo là không có đầu cổ ghế chân nha, 34 hoành chuẩn nha. Cây này đường kính bầu con cháu bứng ngang gì đó là được 64 nha. Hộ sổ ghế mỗi bên này xuống là được 36 nha. 36 40 nha. 40 nha. Cây này thoát thân từ chỗ rễ đó, chỉ cành thứ nhất của nó là số rất là đẹp là số 59 nha. Tổng chiều cao của em nó là được 1m5 nha. Dạ. Tổng ngồi đế luôn cô chú ơi. Tổng ngồi đế cây này là 160 nha, cây thước dây với thêm gan gửi kể 160 150 thôi nha cô chú. Cộng nào cũng rễ nấy nè. Nào cho anh chụp hình cái. Dạ. Cái hướng nào đẹp đâu? Hướng nào cũng đẹp chứ. Đó. Chú anh dùng bên nè. Để đợi chết luôn. Tài luôn. Từ từ nha. Rồi nè, để chụp cho. 1 2 3. Trời ơi, thấy đôi dép luôn. Rồi thôi lấy đôi dép ra đi. Rồi chụp không nha. Đợi chút. 1 2 3. Rồi. Dạ. Mã số 5 này con cháu xin mạn phép giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá cho cô chú chơi là 6 triệu à. Giá bao bao mềm nha. Bao rẻ nha cô chú nha. Bao bông đẹp luôn. Bao bông đẹp quý vị, 6 triệu, giao lưu toàn quốc nha. Rồi, mời cái tiếp theo. Đọc số điện thoại giùm anh ạ. Số điện thoại của em là 0782 850 114. Em hữu tài ở Phong Điền, phố Cần Thơ. Rồi, lên. Còn đất ghiên luôn á, gì nặng dữ. Đất ghiên luôn nha. Cây em bứng là bầu đất ghiên nguyên thủy nha. Cây này nó khủng khiếp lắm. Tiếp đến là mã số 6 nha. Quý vị thông cảm ha, em đang quay trong nhà cho nên là ánh sáng nó có lúc à. Có lúc em chỉnh đó, hay là mã chán chút xíu. Là ưu tiên cái cây đẹp ha. Còn cây này nó cụm lên một thân nhưng mà nó chia một cây chia ra hai thân nha cô chú, không phải là hai thân nha, không phải là hai cây nha. Không phải hai cây hả? Một cây nha cô chú, cô xin nhắc lại một cây nha. Mà nó chia ra hai thân nha. Cây này thấy cái bông với cái dáng của nó thôi mình khỏi quay đi. Bông nó rất là đẹp. Cây này 12 cánh ăn lên nha cô chú. Nhìn tưởng hai cây ha. Nhìn cô chú tưởng đâu hai cây dính lại nhưng thật sự là một cây nha. Một cây nhưng mà chia ra hai thân. Rồi. Ở trên nè. Dạ. Trên luôn. Mới luôn nha quý vị. Giá cho cô chú chơi giá hữu nghị sinh viên. Mới luôn. Mong cô chú anh chị xem kênh ủng hộ giùm con cháu cho hết full clip nha. Rồi đo em ơi. Dạ. Cái này con đo tổng hai cây cộng lại rồi con đo từ cây cho cô chú hình dung nha. Con đo xa ra tổng cộng lại gì là được xa ra luôn đi. Là được 75 nha, 74 nha. Rồi, từng giá đi. 74. Rồi cây thứ nhất thì nó có được là 45. 45. Rồi. Cây thứ hai. Chúng ta cây thứ hai được 45 luôn nha. Cây này đường kính bầu con cháu bứng ngang gì để được cái tới 65 lận. Cây này nó chiều cao của nó, bay của nó gì đã được 1m16 mà nó chia ra nó coi 1 chi, 2 chi, 3 chi, 4 chi, 5 chi, 6 chi, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nha. Cây này như cụm gừng nha. Cô chú về và bỏ trong cái chậu chơi rất là đỉnh nha. Cái này cái dáng nó rất là quyết nha cô chú. Anh em mình có duyên thì sở hữu nha. Cây tàng lớn cắt giật lại phôi á. Đó. Rồi báo giá luôn. Dạ cây mã số
Sáu này con xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá là 7 triệu con ship tới nhà cho cô chú chơi nha. Cây tàn lớn cắt giật lại phô nha. Cây này đỉnh, cái có một cái là nó ra chi cành nó như cụm gừng nha. Cây này chơi là nghệ thuật nha cô chú. Có duyên sở hữu nha cô chú. Dạ, 7 triệu. Con xin ship toàn quốc à, con xin xuống cây ạ. Rồi, mà cái tiếp theo. Rồi bây giờ là cây tiếp theo. Dạ, cây tiếp theo là cây mã số số 7. 7. Một cây mai vàng quý vị. Cây này cây mai vàng nha bộ đế nha cô chú, khủng khiếp nha. Cây này không duyên, cây này clip trước cũng còn nha cô chú, lý do là hai ông khách chốt nó cũng vẫn còn đây, cây này với cây số 8 nha. Cây này bông rất là đẹp nha cô chú. Dạ. Hai cây này con xin giao lưu với phạm vi là 200 cây số nha. Con xin nhắc lại một cái nha. Tại nó rất là nặng, 300 cây đi không nổi nha cô chú. Cái gậy quá quái luôn. Bầu ghim nữa luôn á, cây này là trên 150 kg nha. Cây này với cây mã số 8 là con xin giao lưu là 200 cây số nha. Cây này bao cô chú sống khỏe, bao bông đẹp nha. Có duyên thì anh em mình sở hữu nha cô chú. Rồi, đợi em ơi. Dạ. Cái này hoành đại vị trí này em cháu đo được là 35, hoành xa lên thiệt xa luôn nha. Về bao cho cô chú đo lại nha. Đo cắn chỗ mấy rễ như gì là được 45 hoành nha. 45 hoành, đo cho cô chú tham khảo nha. Rồi đóng cái củ đặt lưng chừng chừng chính giữa này của nó gì được là 139 nha. Cứng cây luôn á. Cây thức dây luôn á. Đế nó sổ cộng nào cũng nấy nè. Cây này chốt clip rồi nha, nhưng mà không xong mà giao lưu lại nha cô chú. Có nhiều người hỏi lắm nhưng mà chốt rồi nha. Anh em không nhận lại nuôi nữa nha cô chú. Rồi, báo giá em ơi. Dạ. Khoan nó độ sổ cái, độ sổ xuống một bên chưa? Thì được là 39 nha. 39 40 nha cô chú. 45 nha. Đổng nồi đế của nó luôn là được 150 thêm 1 gang là 160 nha. Cái này khủng khiếp lắm nha cô chú. Dạ. Cái này có chiều cao của nó là từ cổ gãy như cành thứ nhất của nó là được 79 nha. Thoát thân nửa gãy như cành thứ nhất của nó luôn là được 29 nha. Số rất là đẹp nha. Cái này con xin giao lưu với cô chú là giá là công khai lại luôn là nhanh gọn lẹ là có khách bỏ cọc rồi. Con về giao lưu lại với cô chú là giá 8 triệu nha. 8 triệu cái gì? Clip trước con bán đến 10 triệu nha. Khách bỏ cho 2 cọc 2 triệu rồi không có nhận. Bởi vì năm bữa nay con bán giá 8 triệu công khai nha. Có làm sao con nói vậy cho cô chú dễ hình dung nha. Bông này con bao của chú là 8 đến 12 cánh nha. Đổng nồi đế đặt của nó là 140 nha, 139, 140 chứng giữa nha. Đế cộng nào cộng nấy nè. Dạ, giá 8 triệu nha. Rồi 8 triệu. Dạ dạ. Ship 200 cây số nha. Ship 200 nha cô chú, 300 không ạ, dùng ngoài con da không nổi nha cô chú, đẩy rất là nặng nha. Rồi dạ. 200 cây số cái gì? 8 triệu. Dạ. Rồi mời cái tiếp theo. Dạ. Cây tiếp theo là mã cây số 8 nha cô chú. Cái này clip trước ha. Dạ dạ. Cây này cây clip trước có đằng sau con nói vậy. Tại vì giá cả nó không xong cô chú ơi. Dưới có một cái xong rồi xa quá. Hải Dương, Hà Nội đồ với Hải Phòng không có nhận được. Cây này với phạm vi 200 cây số để đi xe tải nha cô chú. Cây này bữa nay con có duyên được thì cô chú chơi, còn không có duyên được thì chắc con lên bồn luôn cô chú ơi. Tại vì đeo một năm mấy hai năm mà cây thì rất là đẹp nha. Nhưng mà giá mà xa quá con ship không có lời. Từ đây ra ngoài Hải Dương hay Hải Phòng nó tới xe đấy mười mấy triệu là không được nào ship lời chứ. Nên phạm vi con bao là 200 cây số nha. Bộ đế cô chú hình dung coi nè. Chốt
chung là cây đẹp thì chờ cô chú Duyên sở hữu thôi chứ giờ con cũng biết làm sao nữa. Tại mua cây này giá nó hơi cao nha. Cây tàn lớn cắt giật lại phôi lỡ cho cô chú á. Cây này ở ngoài theo con thì chấm khoảng 8-9 nút á. Thân cốt trực quân tử luôn. Nhìn cái bộ đế của nó nè. Cây này nó là trên 300kg nè. Cây này là mấy anh em mà ở ngoài vùng ngoài có chốt là anh em mình thương lượng giá cả nha, chứ không có bán mà như cô chú đặt rồi nha, tại vì lần nào cũng chốt người ta cũng hỏi chứ xa quá chốt rồi điện bỏ cọc, nhưng mà có cái xe xa quá con cũng nói thật là không có ship được nha. Cây này không có gửi bưu điện hay việc theo gì được cho nha, không gửi xe khách được luôn nha. Cây này bao phạm vi 200 cây số đổ lại nha cô chú. Cây này 6 người dở lên không nổi rồi sao mà đi giật theo ship được. Mà nếu đi xe riêng thì mắc quá phải không? Dạ đi xe riêng rồi đấy, mà bao một chiếc xe từ đây ra tới ngoài đấy 10 mấy triệu, không phân nửa giá tiền cái cây rồi. À thôi ha. Dạ dạ. Rồi đo lại em ơi. Rồi, em xin em đo lại thông số cây này nha. Đo đâu đến đó, bây giờ đo chỗ nào nhỏ nhất luôn đi. Khỏi cần 50 hoành, bây giờ em đo chỗ nào nhỏ nhất đó là 44 hoành nha. Đo lên cỡ 3 phân đi cho dễ. 44 hoành, kể 40 hoành luôn đi. Cây này đính chính xác là đo 49 50 hoành, mà em đo lên bao nhiêu đây là nó 44 hoành nha. Mà giờ em kể 40 hoành thôi nha. Rồi. Anh quay một vòng đi 44 hoành. Không cắn nở gì á, 45 mà kể 44 bây giờ kể 40 luôn. Chính xác nha. Dạ. Một hai phân quan trọng cây đẹp ha, cây xấu rồi. Cây này thoát thân nó chỉ có được là 37 số thần tài luôn. 37 thì em nó còn lại được là 37 hoành luôn nha cô chú. 37 còn 37 hoành luôn nha. Cây này đường kính bầu con cháu bứng ngang gì nó tới là 1 mét lận. Đổng rồi đáy đặt của nó luôn là cây thước dây nè. Dưới thêm cây thước dây là 300 mà kể 270 thôi, kể 250 thôi. 250 nha. Nhìn cái bệ đế của nó từ đây qua đây, bệ đế đặt của nó là ở đấy là 70 nữa. Rồi nhìn đây cái chụp nè. Hy vọng là ai có duyên bắt gặp được cái bức ảnh này. 1, 2, 3. Rồi. Dạ. Cây này có chiều cao, con cũng xin đo lại luôn. Cái gì cũng chiều cao luôn nha. 1m6 cả 1m5 nha. Ngang cũng 1m5 luôn nha. Cây này thân cốt nó lên nè. Rồi, báo giá em ơi. Dạ, cây mã số cuối clip này luôn con cũng xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa, giao lưu lại là 200 cây số nha, là giá 25 triệu luôn. 25 triệu không cái gì? Dạ, cho anh em nào có duyên sở hữu nha. Tại vì hai lần bỏ cọc nó đấy 35 30 rồi bỏ cọc tới 5 triệu rồi. Giờ em xin giao lưu lại là 25 triệu nha. Wow. Mà em bao phạm vi là chung là từ 200 cây số lại nha. Còn ngoài ra ngoài thì anh em mình thương lượng chứ không có đi xe cọc rồi mất công em không có chuyển đi được anh em buồn phiền nha. Em xin nhắc lại á. Là 200 cây số nha. Tại cây này rất là nặng, không có gãy bưu điện hay là gãy xe đòi được chứ nha. Dạ. Dạ. Chứ ngày em về cũng được một số phôi mai đó. Mong cô chú anh chị xem kênh ủng hộ dùm em cho hết clip để em có động lực đi săn nhiều cây đẹp về phục vụ cho cô chú anh chị gần xa được đâm mai mai vàng nha. Dạ, ngày mới em cũng xin chúc cô chú xem kênh Bonsai Cần Thơ được nhiều sức khỏe, cũng như anh chị em xem kênh ủng hộ con cháu hết clip nha. Dạ con xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi em cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi giới thiệu phôi mai tại nhà em Hữu Tài ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Dạ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau. Xin kính chào tạm biệt.